chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay 25 tháng 1 và ngày mai 26 tháng 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, khu vực Kiên Giang chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Gió Đông Bắc chủ yếu hoạt động với cường độ yếu. Vì vậy, thời tiết 24 giờ qua phổ biến không mưa, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm trời se lạnh và có sương mù nhẹ vài nơi. Nhiệt độ dao động ở mức là từ 23 cho đến 32 độ. Hiện tại thì áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía đông, gió đông bắc có cường độ yếu. Dự báo khu vực tỉnh Kiên Giang 24 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu, gió đông bắc hoạt động yếu trên các vùng biển phía nam. Sau đây sẽ là thời tiết cụ thể cho từng khu vực của tỉnh Kiên Giang. Đối với khu vực thành phố Rạch Giá, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động ở mức là từ 23 cho đến 31 độ. Đến với khu vực thành phố Hà Tiên, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, sáng sớm trời se lạnh. Gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ dao động ở mức là từ 23 cho đến 32 độ. Đối với các huyện Kiên Lương, Giang Thành và Hòn Đất, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ dao động ở mức là từ 23 cho đến 32 độ. Khu vực Châu Thành, Tân Hiệp và Dòng Riền, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ trong ngày sẽ dao động ở mức nhiệt độ là từ 23 cho đến 31 độ. Các huyện Gò Quao, An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm trời se lạnh và có nơi có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ dao động ở mức là từ 23 cho đến 31 độ. Tiếp theo sẽ là khu vực thành phố Phú Quốc, mây thay đổi, có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ dao động ở mức là 23 cho đến 30 độ. Gió đổi hướng cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng sẽ là dưới 1,5 m, biển bình thường. Vùng ven bờ Kiên Giang, Nam Du và Phú Quốc, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động ở mức là từ 23 cho đến là 31 độ, gió đổi hướng cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng đo được là dưới 1 mét, biển bình thường. Đối với khu vực Phú Quốc, Nam Du và Thủ Chu, khu vực này thì trời nắng gián đoạn, nhiệt độ trong ngày dao động ở mức là từ 23 đến 32 độ, gió đổi hướng cấp 3, cấp 4, độ cao sóng đo được sẽ dưới 1 mét, biển bình thường. Đối với khu vực Vịnh Thái Lan, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động trong ngày ở mức là 23 cho đến 31 độ, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, độ cao sóng dao động ở mức là 0,5 cho đến 1 mét, biển bình thường. Bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.